bánh rất là dẻo. Cắn sâu vào bên trong một chút thì có thể cảm nhận được cái vị thơm của nhân, cái vị dẻo của gạo nếp nó hòa quyện vào, và khi chúng ta chạm vào nhân của chiếc bánh, một mùi thơm bắt đầu tỏa ra trong miệng của chúng ta. Khi thưởng thức rồi thì vị chắc chắn sẽ cảm nhận được vị thơm ngon ngọt mà bánh gai mang lại, và sẽ muốn mua về để làm quà cho người thân và gia đình của mình.